Thế bây giờ chúng ta sẽ đi vào cái phần lý thuyết liên quan tới bất phương trình mũ. Hôm nay chúng ta sẽ học về bất phương trình mũ nhé các em nhé. Còn thứ tư tuần sau chúng ta sẽ học về bất phương trình lô Bất phương trình mũ này. Ờ, chào Thế Quyền. Ok các bạn ghi lý thuyết nhá. Ghi lý thuyết rất là đơn giản thôi Đây ạ Các em lưu ý lại như sau Rất là dễ Đầu tiên này Đầu tiên Thầy nhắc lại cái phương trình mũ trước Đây Phương trình mũ của mình như sau A mũ FX bằng B Thì FX sẽ bằng Đương nhiên là B dương nhá các bạn nhá B âm thì vẫn đi rồi FX sẽ bằng này Đấy Lô cơ số A của B Được chưa ạ Đây là phương trình đúng không bất phương trình như phương trình cũng thế thay cái dấu bằng thành dấu uh, lớn hơn bé hơn thôi có gì đâu được chưa đây là phương trình mũ thế bây giờ các ông nhìn đây sang bất phương trình nhá sang bất phương trình này thì các ông nhớ cho tôi cái bất phương trình nó có bốn kiểu kiểu này đúng không hoặc là kiểu này hoặc là như này hoặc là như này đấy thì chúng ta viết một kiểu thôi còn những cái kia thì nó tương tự nhau được chưa tương tự nhau rồi ok chào Trần Đăng Thì các bạn nhìn này Bất phương trình nó cũng giống như phương trình thôi Bất phương trình nó cũng giống như phương trình thôi Tức là như thế nào Phương trình nhá Thì A mũ Fx bằng B Sẽ ra một bên là Fx Một bên là loga cơ số A của B Đúng không Một bên là Fx nhá Một bên là loga cơ số A của B Thì bây giờ cũng thế cũng một bên là FX Một bên là loga cơ số A của B Đó Thế còn cái dấu ở giữa này Cái dấu ở giữa này Thì các em chú ý cho thầy Đó là Nó có hai khả năng có thể xảy ra Nếu mà A lớn hơn 1 Thì không đổi chiều Được ạ? tức là cơ số lớn 1 thì không đổi chiều. Nếu mà cơ số bé 1 thì đổi chiều. Đương nhiên cơ số của chúng ta luôn dương nhá. Phạm Quân ơi xem được em ơi, thầy đang nhắc lại lý thuyết đây. Thầy đang nhắc lại lý thuyết đây các bạn tập trung đi ạ. Tập trung nghe lý thuyết đi ạ, ghi chép lại. Đầu tiên là thầy nói về phương trình mũ này, nhớ lại phương trình mũ này. A mũ fx bằng b thì fx bằng loga cơ số A của B Đấy chưa Thế thì bây giờ cái bất phương trình là gì Cái bất phương trình ấy Nó chỉ là cái phương trình mà các ông thay cho tôi cái dấu bằng Thành dấu lớn hơn Hay là bé hơn Hay là lớn bằng Hay là bé bằng thôi Đúng không ạ Giống như kiểu như là X trừ 1 bằng 0 thì là phương trình đúng không X trừ 1 lớn không thì là bất phương trình Đấy chưa Ok nhá Đó Thế bây giờ các ông nhìn này đối với phương trình nhá đối với phương trình a mũ fx bằng b một bên sẽ là fx một bên sẽ là gì loga cơ số a của b thì bây giờ bất phương trình cũng thế cũng là một bên là fx và một bên là loga cơ số a của b ok chưa đấy đúng không đúng không đúng không đúng không còn cái bên trong này Còn cái dấu bên trong này Là dấu lớn hơn Hay là bé hơn hay kiểu gì Thì các em chú ý là mình sẽ chia làm hai nhánh Chia làm hai nhánh, thầy có ghi ở dưới này Nếu mà A lớn hơn 1 Thì sẽ làm sao Không đổi chiều Không đổi chiều có nghĩa là Đề bài là lớn hơn Thì em vẫn ra lớn hơn Đề bài là bé hơn Thì em vẫn ra là bé hơn Được chưa ạ Thế còn A bé hơn 1 thì mình làm sao mình đổi chiều đương nhiên là a phải lớn không nhá cơ số phải lớn không nhá cơ số mà bài lớn bài lớn không phải toi à đúng không ạ cơ số phải lớn không đó thế đó và ngoài ra các em chú ý thêm một tí 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 nữa một cái lý thuyết nho nhỏ nữa để chúng ta tư duy cho nó dễ đấy là a mũ FX thì luôn dương với mọi x thuộc tập xác định nhá chưa chưa gặp được cross mà đã xuất 38 độ à thế thì học rồi <laughs> Được chưa đó nhá các em nhá a một fx lớn không với mọi x gì thuộc d với mọi x gì thuộc d rồi ok tiếp tục này đó đấy là cái bất phương trình cơ bản đầu tiên ngoài ra chúng ta cũng có cái bất phương trình nữa này đây Bất phương trình 1 phẩy nhá Nói phương trình trước đi A mũ Fx Bằng A mũ Gx Thì các em nhớ lại phần phương trình mũ này Là ra F bằng G đúng không F bằng G nhá Thế bây giờ bất phương trình nó cũng thế thôi Bất phương trình thì các em nhớ là A mũ F Có thể là lớn hơn A mũ G đúng không ạ Hoặc là bé hơn Hoặc là lớn bằng Hoặc là bé hơn bằng Thì các em tư duy giống phần phương trình nhá Giống phần phương trình là như thế nào Giống phần phương trình tức là Đây là Fx Đây là Gx đúng không Đúng không ạ Phương trình thì hai bên là F và G Thì bất phương trình hai bên cũng là gì Cũng là F và G Cũng là F và G Nhưng mà các bạn nhớ là cái dấu ở đây này Nó sẽ thay đổi tùy thuộc vào cơ số Tùy thuộc vào cơ số đó a lớn hơn một thì không đổi chiều đấy giống thằng bên kia nhá còn a bé hơn một thì làm sao thì đổi chiều đúng không ạ đổi chiều đấy các bạn nhớ nhá nó giống thằng bên kia giống cái thằng um, a mũ fx lớn b chấm hết đấy lý thuyết liên quan tới bất phương trình cơ bản đây ok chưa Rồi Thì bây giờ thầy và các em sẽ cùng nhau Lắp cái lý thuyết này Để chúng ta giải quyết một số cái bài toán cơ bản ờ, các em ơi cho thầy hỏi nào Các em đã nắm được lý thuyết chưa Comment số 1 Nếu mà đã nắm được nào Còn nếu mà chưa nắm được thì comment số 0 nào Lý thuyết nó giống phần phương trình mũ nhá Giống y chang thế Chỉ nhớ nhớ thêm là uh, A lớn 1 không đổi chiều A bé 1 thì thì đổi chiều Thế thôi đây chưa? Rồi Phan Thanh Đức số 1 này Nguyễn Chi 1 này Quân Đình đùa <laughs> Chân Ngô 1 này Ok ạ Các em nắm được rồi đúng không Chúng ta sang phần bài tập nhá Đình Sơn ơi Chỉ có nếu mà em không tập trung Thì em mới không hiểu thôi Chứ còn thầy nghĩ là Tập trung là sẽ hiểu đấy ạ Hoặc là nếu như nếu như nhá Ờ chào nhóc Nếu như mà em nghe không hiểu ấy, thì em cứ học thuộc lý thuyết thôi Học thuộc lý thuyết tí mình ôm vào bài tập Rất là dễ Đây Học thuộc lý thuyết đi Cái phần đóng khung màu tím này, này Đấy Đúng không ạ Phần bên này đó Đóng khung màu Màu đỏ nhá Đây Cái gì mình không hiểu thì mình học thuộc Thế thôi Rồi ok nhá Các bạn nhớ hai phần dưới trước này nhá Đóng khung màu tím và đóng khung màu đỏ Mình thao tác nhiều thì mình sẽ hiểu ạ Ok Tiếp này Câu số 1 Đấy Đáp án nào Comment đáp án các bạn ơi Câu 1 là gì Câu 1 là chuẩn bất phương trình cơ bản chưa Đấy Chuẩn bất phương trình cơ bản nhá đây thầy copy lý thuyết xuống đây này các bạn nhìn ạ đây, đây lý thuyết đây đúng không thầy sẽ copy cái phần lý thuyết này xuống nhá cho các em dễ theo theo dõi nhá đây, lý thuyết mình đây này Đấy, một là gì ạ một b à đây lý thuyết đây các em nhìn đi ạ ở đây là a là bằng mấy một b đúng không các bạn đều làm ra một b đúng không thầy khoanh tạm nhá xong rồi tí thầy sẽ chữa sau các bạn nhìn đây ạ bạn nào chưa hiểu thì nghe này. Ở đây là a mũ fx lớn hơn b đúng không? Thì a là bằng mấy ạ? A là đi với số 3. Đúng chưa? fx là đi với cái gì? fx đi với x 1 đúng không? B là thằng bên kia rồi. B là thằng 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 này, tại B đây. Đấy. Đúng không ạ? Thì các bạn nhớ này, một bên sẽ là fx. Tức là x 1 một bên sẽ là loga cơ số A của B. Có em, Vũ Phong có em, thầy đã nói từ trên rồi mà. Loga cơ số B của A là loga cơ số 3 của 27. Đấy, ok chưa? Thế còn cái ô trống này thì mình điền cái gì? Thì đây, các em nhớ này. A lớn 1 thì không đổi chiều. A bé 1 thì làm sao? Thì đổi chiều đúng không? A lớn 1 thì không đổi chiều nhé. A bé 1 thì thì đổi chiều được chưa Các bạn nhớ nhá. Đúng không nhỉ? Vậy thì sao? Vậy thì ở đây là cơ số ở đây là mấy? Cơ số đây là A Là A bằng 3. A bằng 3 tức là lớn hơn 1. Lớn 1 thì làm sao? Thì không đổi chiều. Dấu của đề bài là lớn hơn. Thì dấu này sẽ là sẽ là lớn hơn. Hiểu không ạ? Quá dễ đúng không? Đó. Cái thằng log 3 của 27 bấm máy đi bằng 4 À nhầm bằng 3 <laughs> Bằng 3 Những bạn nào mà chưa biết bấm thì chú ý theo dõi này Bấm như sau này Lau, lau ở đây này Đấy, 3 này 27 này bấm rất là đơn giản Bằng 3 luôn nhá Rồi Thế là x làm sao Chuyển 1 sang x lớn 4 xong Rất dễ Ok Dễ hiểu đúng không nào Câu 1 xong Câu 1 là mất khoảng 3 giây thôi 3 giây các bạn mà làm quen thì câu này làm mất khoảng 3 giây rồi Nó là câu gỡ điểm Rồi Câu 2 nhá Câu 2 nào Câu 2 là một câu tương tự Để các em có thể luyện tập Cho nó nhuẩn nhuyễn Cho thầy xin đáp số câu 2 nào Phan cứng đó, các bạn comment nhiều là được mà Hình như thế thì phải Rồi Câu số 2 cho thầy nào Xạo cái gì <laughs> cái, cái, cái câu này mà nhầm một phát không ra B để có mặt chết à Câu này sau này các bạn làm quen ấy Các bạn nhầm phát ra B Bây giờ thì chưa được đâu Bây giờ thì các bạn nhầm nó chưa ra B được ngay đâu Nhưng mà các bạn sẽ mất khoảng 10 giây Các bạn bây giờ mất làm mất khoảng 10 giây Sau này mất khoảng 2 giây 3 giây thôi Nhìn nó ra B rồi Không cần phải nháp. Hai là gì nhỉ ở hai lại B à? Ô. Hai B à? Thế à? Ok Đình Sơn. Hai B đúng không? Hai B á? Sao hai lại B nhỉ? Hai B là sai rồi. Hai B là sai rồi. Không phải hai B đâu. Đây các em nhìn đấy ạ. Các bạn nhìn nhá. Đây là A này. Đây là FX này Đây là B này Đúng không Thế thì Một bên là FX Một bên là Loga Cơ số A Của B Đúng không Một bên là FX Một bên là Loga cơ số A của B Thì bây giờ các em phải nhìn này A bé hơn 1 thì đổi chiều thế duy khoanh bờ đi các em không được khoanh bờ thì hỏng a à, bé một thì đổi chiều bây giờ các ông phải bấm máy cho tôi cái bấm máy nhá căn 3 trừ một này bằng mấy ạ à? căn 3 trừ một là không 7 bảy là bé hơn một đúng không phải đổi chiều đổi chiều dấu của đề bài đang là lớn hơn thì phải đổi thành bé hơn được chưa đó đúng không còn cái cụm của nợ này bằng mấy thì máy tính thôi hình như là nó bằng hai hay sao ấy. nhưng mà thôi mình cứ bấm máy cho nó động này ạ đấy bấm máy cái bằng hai đúng rồi bằng hai đó như vậy là fx của thầy bằng bé hơn hai fx ở đây là x cộng một nhá x cộng một bé hai thế thì x làm sao bé hơn một đó d b là dở rồi rất nhiều bạn b thèm <laughs> lỡ bước Phan Thành Đức. Phan Thành Đức rất ít khi nào khi làm sai nhá, nhưng mà làm sai. Trúc Quỳnh. <laughs> 2D nhá các em nhá. Để ý vào. 2D 2D. Cái thằng bất phương trình ấy nó nguy hiểm hơn là cái thằng phương trình. Cơ số bé 1 nó phải đổi chiều đấy. Các bạn theo dõi đến cuối ý, bất phương trình nó sẽ có bấm Casio. Thầy sẽ hướng dẫn các em bấm Casio nhá. Nhưng mà những câu khó khó mới bấm. Nói chung là bấm ý, thì phải bấm những câu khó Bấm những câu dễ thì bấm làm làm cái gì Đúng không ạ? Những câu dễ làm tay rất là nhanh Giở hơi đâu mà đi bấm máy Còn đâu là câu khó thì mình bấm Bấm là phải bấm ăn theo câu khó chứ ạ Rồi câu số 3 Câu số 3 Câu số 3 là gì đây ạ? Câu số 3 là A Câu số 4 đây là gì nhỉ? À, câu 4 đây đúng không? Ok Câu 3 nhé. Đây, ví dụ như câu 3 thì các em bấm cũng được. À, các em bấm cũng được không sao. Rồi. Câu 3 thì thích thì giải, không thì bấm. Bấm thì bấm thế nào? Bấm thì bấm thế này. Đây nhá. Các bạn có thể bấm máy tính rất nhanh như sau này. Quan sát nhá. Các em có thể bấm như sau ạ. Đó là mình sẽ nhập chuyển vé sang các bạn sẽ chuyển vé sang cho thầy trong khóa học thì thầy đã dạy các em theo kiểu Casio rất là chuẩn chỉ rồi à nhầm <laughs> tự luận rất là chuẩn chỉ rồi ở đây thầy bấm máy nhá thầy chuyển vế này các bạn các bạn tập trung này tập trung này mình bấm như sau ạ mình chuyển vế sang thì mình sẽ đưa thành là hai mũ x bình trừ đi ba mũ x bình bé hơn không đúng không bé hơn không thì bây giờ các em sẽ thay những cái số trong những cái đáp án vào nó mà ra âm thì là được các bạn nhìn nhá thầy CLC này thầy thay ba chẳng hạn nhá ba là được cái này ba nó âm cái này ba được đúng không ạ ba được có nghĩa là gì ba thỏa mãn có nghĩa là cái tập niệm của mình phải chứa số 3 đúng không tập niệm của mình phải chứa số 3 thì trong bốn tập này tập nào mà không chứa số 3 thì em gạch đi đây gạch đi đấy đúng chưa ạ rồi quan sát các đáp án thì bây giờ mình sẽ thay số âm 1 hay là hay là âm mấy được. Âm 2 cũng được, âm 2 nhá. Ồ nó vẫn âm. Thay âm 2 vào nó vẫn âm. Vậy thì âm 2 sẽ thuộc tập nghiệm. Tức là tập nghiệm phải chứa âm 2. Thì thằng B không chứa âm 2. Loại. Đấy. Rồi. Thằng A và thằng D thì vênh nhau số 0 thôi. Các bạn thay số 0 vào. Số 0 là bằng 0 Bằng 0 là không thỏa mãn Bởi vì mình cần là bé hơn hẳn 0 Tức là cái số 0 ấy Là không thuộc tập nghiệm Đúng chưa Số 0 là không thuộc tập nghiệm Tức là chứa số 0 Là phải loại Đúng không Số 0 không, không thuộc tập nghiệm Tức là chứa 0 là phải loại Thằng D chứa 0 loại Như vậy đáp án đúng là gì ạ Đáp án đúng là A à. Xong Ok Đấy các bạn thấy bấm rất là nhanh nhá Bấm như một cơn gió luôn Rồi câu 4 nào Câu 4 cũng bấm thôi Câu 4 các em cũng bấm cho cho thầy nào Bấm nhá bấm nhá Thầy bấm này à, Em bấm máy nhạc cũng được Thầy bấm Vinaca đi Các bạn bấm này Bấm luôn X cộng 2 Đúng không Nhớ chuyển về nhá các Ông nào không chuyển về tôi đấm cho Nhớ chuyển về nhá 3 mũ chữ X Đấy Chữ X Rồi Rồi Bây giờ các em quan sát đáp án đã nhá Quan sát đáp án Thì mình cứ thay 10 đấy 4B à Mình cứ thay 10 đấy Xem như nào nhá À quên mất đang bấm máy Vinacard Thay 10 nhá Hay là thay, uh, thay 3 thay, thay 5 thôi Thay 5 thôi à. Thay 5 là ra dương này Các bạn chuyển về sang Thì là dương đúng không Các bạn nhìn này khi mình chuyển vé sang ấy thì cái vé trái của mình sẽ dương. Đấy. Tức là bấm ra dương là 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 lấy A4B à? Bình tĩnh nhá. Thầy thay 5 vào thỏa mãn này. Tức là 5 nó thuộc tập nghiệm. Đúng không? Số 5 thuộc tập nghiệm. Như vậy làm sao ạ? Những cái tập nào mà không có số 5 là phải gạch luôn, đúng không? Số 5 nó có thuộc, vậy thì không có số 5 là phải gạch. Đấy. Bây giờ còn hai ông này thôi. Hai ông này thì vênh nhau số 1, đúng chưa? Hai ông này vênh nhau số 1 thì mình thay 1 vào xem nào. Thay 1 vào. Thì mình thấy là 1 không thỏa mãn. 1 là âm là không thỏa mãn. Như vậy là 1 không thuộc tập nghiệm. Đúng không ạ? 1 không thuộc tập nghiệm nhá. Tức là có số 1 là phải gạch. Gạch luôn không có số 1 là đáp án đúng 4B Đấy. Ok Casio nhá các em nhá Tiếp tục Đây câu số 5 Số nghiệm nguyên Số nghiệm nguyên các em ơi Số nghiệm nguyên Số nghiệm nguyên thì mình bấm như thế này Số nghiệm nguyên thì mình sẽ làm gì ạ Mình sẽ thay bồ ạ Số nghiệm nguyên thì mình thay thay bồ thay bổ. Đấy Số nghiệm nguyên thì mình thay bồ Nhá nhưng mà trước khi thay bổ ấy, các em nên đặt điều kiện ra Xem nó như thế nào Câu này mà giải tay thì lâu lắm 5C à? Thầy khoanh tạm C nhá, bạn ấy làm ra C nhá Các em làm ra C đúng không? Thầy khoanh tạm C nhá Các em nên giải điều kiện đã Điều kiện này Mình giải điều kiện mình bấm cho nó nhanh Thầy giải điều kiện nhá Đây điều kiện này 1 3 10 đúng không? 1 3 10 X bé bằng 2 X lớn bằng 5 X bé bằng 2 X lớn bằng 5 Đấy Trải tay lâu lắm em ơi Chúng ta thay bồ này Các bạn nhìn thay thay bồ này Chuyển vé sang Căn này X bình trừ đi 3 x thì. trừ đi 10 đúng không? Tiếp tục trừ đi 1 phần 3 x thì trừ 2 Rồi, tắt cái gói x đi nhá Đây, start là bao nhiêu? Chúng ta quét phần âm trước đi Quét phần âm trước nhá mình lấy từ âm 20 đi Cho tới âm 2 Các em nhớ là nghiệm nguyên thì step là một Nhớ là nghiệm nguyên step là một Mặc định nhá Nghiệm nguyên step là một Chúng ta cần dương đúng không? Các em nhớ là mình chuyển về sang Thì bên phải sẽ lớn không ạ? Bên phải sẽ lớn không? Chúng ta cần nghiệm dương các em ơi Đây là âm vứt 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 rất là nhiều Ô vứt hết à? Ô tức là cái phần bé hơn âm 2 là trả lời cái nào cả đúng không? Tiếp này, start là 5, n là 30 đi cho sông xanh, xếp là 1. Rồi, dương thì lấy 1 thằng dương, 2 thằng dương, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bằng 0 thì không tính, đúng không? Bằng 0 thì không tính, có 9 thằng thôi. Chỗ này âm một đống này, âm một đống một khe luôn, đấy. C đúng nhá. Chính xác ạ Xong Rất đơn giản bấm bồ nhé các em nhé Nghiệm nguyên mình bấm bồ Nghiệm nguyên bấm bồ nhé các em nhé Đây câu 5 Câu 6 này Câu 6 thì mình bấm máy cũng được Nhưng mà cái câu này thì mình làm tay thôi Câu này làm tay rất là nhanh Làm giống phương trình ấy Làm giống phương trình nếu đặt T bằng 5 mũ x đúng không? Các ông ơi, T bằng 5 mũ x thì 5 mũ 2x là bằng gì nhỉ? Các ông nhớ không? 6D à? T bằng 5 mũ x thì 5 mũ 2x bằng gì nhỉ các em nhỉ? Ha <laughs> <laughs> 5 mũ 2x là bằng T gì? Ờ ừ, đúng rồi, T bình nhá, T bình 5 mũ 2x chính là 5 mũ x tất cả bình 5 mũ x bằng T thì là T bình Đấy Thế còn 5 mũ x cộng 2 ấy, Là 5 mũ x Nhân với 5 mũ 2 Là 25T 25T Đúng rồi, hàng hàng đúng rồi Được chưa Thế các em thay vào này Là T bình Trừ đi 3 Nhân với 25T cộng với 32 bằng 0. 3 x 25 là 75. D đúng rồi ạ, 6D nhá. Chính xác các bạn làm chuẩn phết nhỉ? <laughs> chuẩn chuẩn chuẩn. Rồi. Câu 7 nhá. Đấy, câu 7 thì các em thích thì có thể làm tay. Còn ở đây thì thầy sẽ dạy các bạn bấm máy tính thôi. Bấm tương tự thôi. Đây. Đúng không? Bấm giống y chang những câu trên chả khác gì. Đó, Thầy thay hẳn uh, Thầy thay hẳn 5 đây cho thoải mái nào thay 5 được không? thay 5 nhá 5 là Dương này Đúng không? thay 5 là Dương này thay 5 thầy Dương luôn Tức là phải gạch tất cả những thằng nó có số 5 đi Thằng này có số 5 này Thằng này có số 5 này Log 4 của 3 là bằng mấy? Log 4 của 3 Log 4 của 3 là bằng 0,7 Tức là ông này có số 5 gạch này A luôn Xong luôn ạ Rất là nhanh Đúng không Cực nhanh nhá Đâu câu 8 câu 8 Đây Câu 8 này mà bạn nào bấm được mới gọi là giỏi này Câu 8 nhá Câu 8 này Câu 8 này thì các bạn làm tay cũng được à mà câu nào mà chả làm tay được Câu <laughs> quên mất Đây bảo là làm tay cũng được Câu quá là mà chả làm làm tay được Mà câu này bấm được mình mới, mới giỏi Bấm được bấm được ạ Bấm được không ạ Bấm được bấm được chứ đúng không Muốn bấm được câu 8 này chúng ta phải hiểu bản chất Tôi hiểu bản chất tôi sẽ bấm được Đây nhá kem nhìn này Các em nhìn nhá Thầy lấy ví dụ này Thầy lấy ví dụ thầy có cái phương trình như này Thầy có cái bất phương trình như này nhá Đấy Thì khi mà các em bấm máy Bấm máy bất phương trình bình thường thôi Nó ra như này đúng không Đúng không Ra như này đúng không Đúng không ạ Đó Thì 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 suy ra tức là tập nghiệm ở đây là 1, 2. Thế cái số 1 và cái số 2 này mình lấy ở đâu? cái số 1 và cái số 2 này mình lấy ở đâu? Nó chính là cái số 1 và cái số 2 này chính là nghiệm của cái phương trình x bình trừ 3x cộng 2. Đúng không các em? Chính là nghiệm của phương trình x bình trừ 3x cộng 2. Tức là cái hai đầu mút ấy, cái hai đầu mút a và b ấy chính là nghiệm của phương trình các em ạ. Nghiệm của phương trình mình thay cái dấu này này thành cái dấu bằng. Chuẩn chưa? Chuẩn luôn, bấm luôn nhá. Các bạn nhìn này. Ở đây là thầy đang bấm bằng bằng máy giả lập, nhưng mà là thao tác nó không được nhanh lắm. Nếu mà bấm bằng bằng máy bình thường ấy, bấm bằng tay ấy thì thao tác nó sẽ nhanh hơn. Thế các bạn chờ lên một chút ạ. Kiên nhẫn chờ, chờ tí, chờ tí. Ok chưa? À quên mất còn chuyển về ông kia sang nữa. 4 chia cho 2 trừ đi căn 3. Đúng không? Bấm dấu bằng cho lưu phương trình nhá. Ship son này, 2 này. Xem nghiệm bằng mấy? Chờ một lát để máy nó chạy nghiệm. Đó, khi mà các em đi thi thì trong quá trình chờ máy chạy nghiệm, em có thể làm câu khác. Đúng không? Cái đấy thì tùy mình thôi. Nhá. <laughs> Thầy xem qua câu dưới này nào Số nghiệm nguyên không âm Rồi Thế trong lúc máy tính nó làm cái việc Của câu số 8 Thì chúng ta có thể ngồi làm câu 9 Bằng cách là dùng cái máy cái máy cái máy kia Đúng không ạ Số nghiệm nguyên tiếp này Lại là nghiệm nguyên này Lại thay bồ nhá Nghiệm nguyên đúng không Lại thay bồ Nhập vào Làm phát hai việc một lúc luôn Đấy chuyển về các em ơi câu này mà mà không bấm máy câu này mà giải tay là toát mồ hôi đấy ạ vừa có căn này vừa có trị đối này phức tạp phết đấy đùa đâu đây đúng không thầy bồ nhá rồi nghiệm nguyên không âm nghiệm nguyên không âm tức là từ không trở đi đây là 20 Đây là một, Đấy Mình chờ xem Bao nhiêu nghiệm nguyên Ôn nhanh phết nhở Nghiệm nguyên không âm Chuyển về sang thì là dương nhá các em nhá một nghiệm này hai nghiệm này 3 nghiệm Đúng không 3 nghiệm 3 nghiệm Đúng không ạ ba nghiệm thì là gì Ơ ba nghiệm phải là D chứ Sao lại C nhở các bạn nhớ là mình lấy cả dấu bằng nhá Mình lấy cả dấu bằng nhá Tức là bằng không cũng được Bằng không cũng được Thì ba ông này là được này hai ông này dương này Ông này bằng không này 9D nhá các em nhá 9D nhá Rồi Máy kia ra nghiệm chưa đây rồi Cái máy này ra một nghiệm rồi Chúng ta lưu vào biến A nhá Lưu vào biến A Được chưa Rồi Thầy ship son tiếp Tại 10 Ok Xong rồi mình lại đợi máy nó giải Mình lại làm câu 10 Câu 10 là cái gì À câu 10 là Là Bất phương trình Tham số Quên số 0 <laughs> Quên số 0 thì chịu rồi Số 0 cũng lấy nhá Bất phương trình tham số nào Bất phương trình tham số thì cũng vậy thôi 10 là gì 10 là A 10 là A các bạn làm gì đi Các bạn uh, Các bạn làm gì nhỉ Đổi biến đúng không 10A à? Đổi biến đi 3 mũ x là bằng T nhá Thì bây giờ 9 mũ x là T bình Đó Các bạn nhớ là 3 mũ x bằng T Cái thằng x của mình lớn hơn 1 Vậy thì 3 mũ x phải lớn hơn 3 mũ 1 Tức là T của mình phải làm sao? T của mình phải lớn 3. Đúng không? Cái này các bạn nhân ra. Cái phương pháp làm của chúng ta là cô lập M. Phương pháp làm của mình là cô lập M. Đây. Đúng chưa? Các bạn nhóm M ra. Đây là T cộng 1. Chuyển cái thằng uh, trừ T bình cộng T sang bên kia. Chia cho M À, chia cho t cộng t cộng một xuống cô là m xong bấm tiếp đúng rồi chính xác đây là ft đấy m lớn hơn ft với mọi t lớn hơn 3 thì làm sao m phải lớn hơn mắc của ft cái kia ra nghiệm chưa ô vẫn là nghiệm là nghiệm này à ờ, vẫn là nghiệm này thế thì người ta bảo mình làm gì gì đấy người ta bảo mình a cộng với 3 b mình có bấm đúng không nhỉ? 2 cộng căn 3 này. Ôi rồi. Khốn nạn thế chứ lại Thấy bấm sai này, đây là cộng 1 ạ. À. Thế thì phải bấm lại rồi. Cay thật đấy. Bấm lại nhá các em nhá. Bấm lại, bấm lại, bấm lại. Thôi rồi. Chúng ta quay lại cái câu số 10 này. Quay lại câu số 10 này nhá. À thế à, quân đúng không thầy nói thầy không không nghe à? Chắc lúc đó thầy không nhìn xuống màn hình nên là thầy không để ý. <laughs> à ok, ok. <laughs> Rồi, cảm ơn em. Ở đây tiếp tục này, chúng ta sẽ bấm thằng mắc của thằng FT nhá. Mắc FT kem mốt 8 thôi. Tức là cũng là thầy bồ thôi. Trừ đi XC bình cộng với XC đúng không? XC cộng 1. Đấy, được chưa? Cho máy chạy từ 3 đến 10 đi. 7 chia cho 29 Xem là mắc nó bằng mấy Mắc nó bằng 3 phần 2 luôn à Mắc bằng 3 phần 2 luôn Ok Mắc nó bằng chứ 3 phần 2 Rồi Thế bây giờ vấn đề là mình lấy đáp án B Hay là đáp án A Ở đây thì Thì các bạn hình dung như này nhá Trong cái buổi liên quan tới bất phương trình Vào thứ uh... Thứ 3 tuần trước. Thấy đã dạy kem rồi. Đúng không ạ? Kem nhìn đây nhá. Cái đồ thị của mình này. Nó là trừ 3 2 đi xuống đúng không? 3 2 đi xuống. Ứng với Ft bằng 3 2. Thì T bằng 3 đây này. Kem nhìn thấy không ạ? T bằng 3. Đó. 3 nằm ở chỗ này nhá. Đây. Đúng không? Như này đúng không? Rồi tức là cái thằng tức là cái thằng m của mình ấy nó phải nằm ở chỗ này lớn hơn với mọi tức là lớn hơn toàn bộ tức là m phải nằm ở trên thì bây giờ câu hỏi đặt ra là m bằng 3 phần chứ 3 phần 2 được không m lấy bằng chứ 3 phần 2 có được không thì các em nhớ này t của mình không lấy bằng 3 vậy thì đồ thị ft ấy nó từ đây trở xuống thôi nó từ đây trở xuống thôi đúng không nó không chạm vào cái thằng ở trên đâu Thằng này chính là trừ 3 phần 2 này Đấy Thì nếu như m bằng trừ 3 phần 2 ấy, Cái đường màu đỏ Vẫn nằm trên cái đường màu xanh Đúng không ạ Đường màu đỏ vẫn nằm trên đường màu xanh Vậy là m lớn hơn hoặc bằng Trừ 3 phần 2 Bằng cũng được Đáp án là gì Đáp án là A Đúng không Rồi Câu này đến đâu rồi? Câu này ra nghiệm là như này rồi đúng không? Ship store A nhá Kéo lên này ship xôn tại 10 đi xem ra bao nhiêu được chưa câu 10 của thầy là a nhá rồi chúng ta chờ nốt câu 8 đi để mình khoanh cho nó dứt điểm câu 8 này đấy thì các em nhớ tư duy nhá đó là các bạn chỉ cần bấm nghiệm của phương trình thôi nếu nó hỏi kiểu kiểu này thì mình ship xôn bấm nghiệm của phương trình thôi thầy đã có một nghiệm là a rồi thầy cần một nghiệm nữa để xem cái nào lớn hơn cái nào, đúng không? Uống nước cái đã nhỉ? Thái Hoàng 10 đây là tốt một à? Một bình một kiểu à? Đến từ hành tinh nào à? <laughs> Ồ oh, vẫn ra nghiệm này à Thế thì mình sẽ can tại 5 đi Ship tại 5 đi xem ra mấy Nghiệm một là cái gì nhờ Nghiệm một là thầy ví dụ thôi Cái số này à? Số này thầy ví dụ thôi Thầy ví dụ cái bất phương trình này Chứ còn làm sao nó nghiệm bằng một được 10 <laughs> đây à Bạn đi nhầm một tí thôi <laughs> 10 là A nhá. Đây, nhiệm nữa đây này. Nhiệm nữa đây nhá, shift store B này. Đấy. Thầy có hai nhiệm rồi đúng không? Thầy có hai nhiệm rồi. B là nhiệm lớn, A là nhiệm bé. A cộng với 3B ở đây. A cộng với 3B. A cộng 3B nhá. Bằng. Ra như này đúng không ạ? Thì các em bấm từ đáp bán thôi. Bấm từ đáp bán ra lưu cái này vào C đi. Bấm từ đáp bán ra đáp án A trước nhá. A à, đúng luôn, A à, đúng luôn ạ, khoanh A nhá Xong, đấy Xong chưa, các em hiểu bài không? Hiểu không ạ? Hai cái đầu mút A và B ấy, Chính là nghiệm của phương trình Như vậy chúng ta chỉ cần ship son thôi Là ra hai nghiệm và khoanh luôn Không cần phải, phải trình bày nhiều Được chưa ạ? Câu 8 nha có được không? Ok không, ok không? cái đầu mũ đấy, nó là hai nghiệm của phương trình. Ok nhá các em nhá. Hai nghiệm của phương trình ạ. Rồi. Tám rối đâu em? Tám rối là tại vì sao? Tại vì mình vừa làm câu 8, vừa làm câu 9, vừa làm câu 10. Đây nhá, bạn nào mà chưa hiểu câu 8 thầy nói lại này. Thầy nói lại này cái kiểu hỏi này cái kiểu hỏi này này thì a và b ấy sẽ là nghiệm của phương trình nghiệm của phương trình tức là sao tức là các bạn bấm giải nghiệm nhập nhập phương trình nhá nhập phương trình này chuyển vế này mình không quan tâm bất phương trình nhé mình chuyển vế này đấy đúng không mình ship son tại bao nhiêu đó để ra nghiệm để ra một nghiệm xong rồi mình lại xích xôn tiếp ra một nghiệm nữa thế là xong đúng không ạ xong mình cộng vào thôi các bạn cứ nhớ trong đầu là cái này này là nghiệm của phương trình thế thôi rồi xong câu 10 nhá câu 11 <laughs> bên sau là nhiều sự kiện quá câu 11 nhá cái gì đấy có bao nhiêu giá trị nguyên dương à giá trị nguyên dương nhớ nhá nguyên dương nhá rồi, nghiệm đúng với mọi x nằm trong này đúng không? Bây giờ mà các bạn đổi biến đi. À đâu các bạn, đây là phương trình gì? Đây là đây là phương trình đẳng cấp đúng không? Chúng ta chia cho 4 mũ x này. Các em chia cho 4 mũ x nhá. Chia cho 4 mũ x ạ. Đây. Đúng chưa? Đúng ạ. Tiếp này. Cái thằng 9 phần 4 của thầy ấy là 3 phần 2 tất cả bình. 6 phần 4 thì là 3 phần 2. Rồi. Thầy đổi biến. Thầy đặt T bằng, thầy viết lên trên nhá. T bằng 3 phần 2 mũi. Hay là 3 phần 2 mũi bằng T đi. Ok. Mình thay 0 vào. Thay 0 vào này thì được 1. Thay 1 vào thì được 3/2 đúng không? Tức là T của mình chạy từ 1 đến 3/2. X chạy từ 0 đến 1 thì T chạy từ 1 đến 3/2. Rồi. Thì chúng ta có là MT bình trừ đi 2M cộng 1 nhân với T cộng m bé hơn hoặc bằng 0. Các bạn nhân tung ra cô lập m cho thầy nào. Nhân tung ra nhé. Đây. Cái nhân bình thường thôi ạ. Đây đúng không? Rồi. Rút m ra. Đây còn t bình trừ đi 2t cộng 1 bé hơn hoặc bằng t. Đấy. Các em nhớ là cái cụm này này. cụm này này. Chính là hàng đẳng thức t trừ 1 tất cả bình đấy. Chính là hàng thức luôn T trừ 1 tất cả bình Mình có T lớn hơn 1 Vậy thì cũng phải luôn dương Các em chia đi không đổi chiều bất phương trình Ok chưa Rồi cái này là FT Thế thì chúng ta cần bé hơn min đúng không ạ Bé hơn mọi là bé hơn min Bé hơn min thì các em lại thay bồ thôi Lại thay bồ ra Đây X này x bình trừ đi 2 xc cộng với 1. Bắt đầu là 1, kết thúc là 3 phần 2. Step là 0,5 chia cho 29. Xem min bằng mấy nhá các ông nhá. Đang giảm này, đang giảm này. Các ông để cho tôi cái ạ, đang giảm nhá. Vẫn đang giảm. Ô, bằng nghịch biến à. Ô, min bằng 6 à các Min bằng 6 rồi. Vi bằng 6 ạ Thế là M sẽ bé nó bằng 6 Được chưa M bé bằng 6 nhá các em nhá Đó Thì nó hỏi là số nguyên dương Tức là 1 2 đến 6 Tức là D 6 cái ạ Ok Ở Lê Sáng đúng này Xuân Đạt Nguyễn Chi Lê Hải Văn Phan Thanh Đức đúng rồi Ờ, Trúc Quỳnh đúng rồi, Tuấn Bình, Phong Đại rồi, 11D đúng nhá các em nhá. Chuẩn, chuẩn, chuẩn. Ok. Các bạn thấy là làm đâu có dài đâu. Câu 12 nhá. Tiếp nào. Câu 12. Đây, câu 12 ạ. Câu 12 nào Có rất là nhiều cách làm Cái câu 12 này Có rất là nhiều cách nhá Cực kỳ nhiều cách luôn Các bạn có thể thử bằng máy tính cũng được Hoặc là làm tại cũng được Làm tay khá là nhanh bơ như này nhá Các <laughs> em nhìn này Có mỗi A là loài chọn A A là loài đâu? Nó cũng giống thế mà Đây câu 12 thầy sẽ hướng dẫn các em câu này làm bằng tay Còn bấm máy thì các em cũng bấm máy tương tự thôi Mình cho A bất kỳ mà mình thử thay ổ cũng được nhá Thử bằng thay ổ cũng được ờ, Tuy nhiên các bạn có thể làm như sau Các bạn nghe này Bây giờ cách làm của mình là gì Cách làm của mình là cô lập A đúng không Cô lập A Thế muốn cô lập A Muốn cô lập A Thì mình phải làm như thế nào Mình phải biến mất cái thằng x xì ở cái số mũ đúng không ạ thì mới được coi là cô là ba đấy thầy nháp này bây giờ các em muốn cô là ba nhá các em phải dùng loga các bạn phải dùng loga đấy ạ như này này các bạn loga nhá thì có phải là nó sẽ như này không nhìn nhá nhìn đừng có chép nhá đừng có chép khi mà các bạn Loga xong nhá nó như này đúng không xong rồi chia xì xuống mình cứ ví dụ x nó dương đi mình cứ chia thoải mái đi cứ chia đã xong rồi tính tiếp đây như này đấy được chưa như này là mình cô lập được a để a ở một bên và xì ở một bên thì là là cô lập a ok chưa đấy các bạn thấy ngay nhá để a ở một bên để x ở một bên thì là cô lập được tham số rồi tức là muốn cô lập tham số trong tình huống này chúng ta phải dùng loga hai vế tuy nhiên muốn loga hai vế thì hai vế của mình phải luôn dương thì mới loga được còn không thì không loga được cái thằng 9x cộng 1 này của em ấy thì chưa biết được đâu nó có thể âm đúng không bạn nào chào thầy thầy đấy cắt tường à? ok chào em rồi, vào muộn em. Thầy nhắc lại nhá. Các bạn muốn lô hai vế thì hai vế phải dương. A mũ x thì luôn dương rồi. Nhưng mà 9 mũi x cộng 1 thì chưa chắc đã dương. Như vậy mình phải chia trường hợp, đúng không? Đây các bạn nhìn này. Thầy chia trường hợp như sau. Trường hợp 1. 9x cộng 1 bé nó bằng 0. Tức là x 7 hơn hoặc bằng 1/9. À âm 1/9. Thế bây giờ nhá bên này luôn dương, bên này bé hơn hoặc bằng không, thế bây giờ một số dương, một số dương mà lớn hơn hoặc bằng một số bé hơn hoặc bằng không thì làm sao ạ? thì luôn đúng, đúng không? bất phương trình luôn đúng, luôn đúng luôn, đúng ạ. vế trái luôn dương, vế phải âm vế trái lớn hơn hoặc bằng vế phải luôn đúng đó rồi trường hợp số 2 9x cộng 1 của mình dương tức là x của em lớn hơn trừ 1 phần 9 nhá thì bây giờ em có thể lô ga hai vế được rồi bất phương trình thầy xuống dòng đi bất phương trình của thầy này thầy lô ga hai vế thầy sẽ lô ga cơ số e đi Cơ số E là cơ số lớn 1 log 2 về nó không đổi chiều Đấy, được chưa Rồi, thầy sẽ vứt cái x xì xuống Thế bây giờ như này nhá Bây giờ các em phải chia cho x xì đúng không Nhưng mà muốn chia cho x xì Thì mình đã phải chia nhỏ trường hợp hơn Đó là X âm và x dương Thế với trường hợp x âm này X âm tức là như này ạ À không, Em phải sẽ x bằng 0 đã X bằng 0 đã X bằng 0 thì sao X bằng 0 thì em sẽ ra là Là 0 Vế trái bằng 0 Vế phải các em bấm máy đi ạ Ln của 9x cộng 1 Calc x bằng 0 Thì nó bằng 0 luôn Tức là ra là 0 lớn bằng 0 Thì cũng luôn đúng với mọi A nhá luôn đúng với mọi a đấy thế bây giờ x âm x âm tức là như này này x âm nhá thì cái bất phương trình của mình nó trở thành như sau đúng không mình vẫn chia x được nhưng mà nó phải đổi chiều các em ạ đấy các em chia x xuống chia x như này này đúng không nhưng mà nó phải đổi chiều phải đổi chiều lớn hơn hoặc bằng thành gì đây bé hơn hoặc bằng đổi chiều được chưa ạ Bây giờ mình cần bé hơn min đúng không? Bài hơn min thì em bấm máy tính ra. <laughs> Table này. Uh, ln của 9x xì cộng với 1 chia cho x xì. Thầy sẽ cho chạy từ âm 1 phần 9 đến 0. Step là 1 phần 9 chia cho 29. Mình cần tìm min đúng không ạ? Mình cần tìm min nhá. Đâu? Min của tôi đâu? Luôn giảm Oh Min của tôi là 9,15 Đúng ạ 9,15 này Min của thầy là 9,15 nhá các em nhá Đúng không ạ? Min là 9,15 Tức là có thể gọi là 9,16 đấy 9,16 đi cho nó chẵn rồi ờ, ok mình bấm đúng chưa nhỉ ln đúng rồi trừ một phần chín không Đấy luôn giảm nhá các em nhìn lại này nó là hàng nghịch biến nó luôn giảm đó ok thế thì ở đây là lna nhá sẽ bé nào bằng chín phẩy một sáu tám tám 1588 34471 1588 Đúng không? Rồi Mình sẽ mũ lên Xem là A bé hơn hoặc bằng cái gì Sẽ mũ lên các em ạ Các em mũ lên thôi Thì các em sẽ thấy là A nó sẽ bé hơn hoặc bằng E mũ ông ông này đúng không? E mũ ông này Đấy 9.1588 34471 9497 đúng không ạ? Thì mình lưu cái này vào A đi. Ship store A. Lưu vào A nhá. Rồi. Ok. Xong. Bây giờ sang dấu sao tiếp theo. Dấu sao tiếp theo này. Là x của thầy Dương đúng không? X của thầy lớn không? Thế thì sao? Suy ra này x của thầy lớn không thì LNA sẽ lớn hơn hoặc bằng uh, LN của 9x cộng 1 chia cho x xỉ. Thì bây giờ mình phải lớn hơn mắc đúng không các em? Lớn hơn mắc thì mình phải bấm máy tính nhá. Ô, đang học đây em. Tham số mũ loga đang học đấy. <laughs> Nói hay ghê, đang học đây mà. Đây nhá x lớn hơn thì các bạn sẽ ra như này đúng không? Bây giờ mình bấm tiếp này. Có chết rồi. À đằng nào mình cũng phải bấm bấm lại lại nhỉ. Đằng nào mình cũng thoát ra ngoài mình bấm bấm lại. Ok. À, đáng lẽ là mình phải dùng cái máy kia quên quên mất. 9x cộng 1. Chia cho x xì. Đúng chưa? Đúng chưa? Rồi. Thầy cho máy chạy từ không 0. Dương vô cùng mình bấm là 10 thôi. 10 chia 29 mình lấy min nhá các em nhá lấy min min là mấy nhá min là ông ông này à ờ xem nào nó luôn giảm à nó luôn giảm luôn giảm à <laughs> Ok Thế thì chúng ta sẽ có là LNA Sẽ lớn hơn cái số này đúng không Các bạn nhìn nhá cái LNA ấy Sẽ lớn hơn hoặc bằng cái số là 0,451 gì đó Thực ra là nó là nó là số 0 đấy Nó là số 0 đấy Các bạn mà cho Các bạn mà cho x nó lớn hơn 10 ý, Tức là nó ra dương vô cùng thực sự ý. Các bạn nhìn này Nếu mà thầy thầy cho nhá Ra dương vô cùng thực sự nhá 30 đi chẳng hạn thì nó còn giảm sâu nữa cơ. Đây này, đây, các bạn nhìn này. Nó giảm rất là sâu. Thực ra là nó sẽ tiến đến không đấy ạ. Nó sẽ tiến đến không đấy. Đúng không? Lớn bằng không. Các bạn không tin nhá. Các bạn cho tiếp này. X của mình lớn không mà ra dương vô cùng cơ mà đúng không? Các bạn nhìn nhá. Thầy cho từ 50 đến 7 đến 70 nhá. Đấy các em nhìn này Nó giảm rất là nhiều Nó còn giảm nữa cơ, giảm kinh khủng khiếp luôn Không không mấy này Thì nó phải bằng bằng không cơ, đúng không? Nó phải bằng không cơ Các bạn thích thì mình có thể cho tiếp Là từ uh, 1 Một Hai trăm đi Đến hai trăm hai mươi Đấy các bạn nhìn này, đấy Nó giảm kinh chưa ạ 0,03 rồi này Đúng không? Tức là nói nói chung là cái thằng min của ông này ấy, sẽ bằng 0. Min của ông này sẽ bằng 0. Tức là A lớn bằng 0. A lớn bằng 0 à? A lớn hơn hoặc bằng 0. Thế thì sẽ ra là A lớn bằng 1 chứ đúng không? A lớn bằng 1. A lớn bằng 1 à? Cái chỗ này mình có làm sai đâu không nhỉ? X lớn hơn 1 phần âm 1 phần 9 mình lô ga ra này. X âm thì mình chia x xuống. X âm thì chúng ta chia cho x xuống này. Um, <laughs> à ừ nó chỉ đến tiếng gần không thôi nhưng mà từ từ đã cái thằng đằng trước này mình có sai được không ạ ừ không bằng không không được nó, nó sẽ như này nhưng mà thầy đang ý của thầy là cái trường hợp số 2 ấy, cái dấu sao mà x bé hơn không ấy mình làm đúng chưa nhở bấm lại cái thằng này nhá bấm lại chỗ này nhá x âm mình chia x xuống đúng không? x âm thì mình chia cho x xì thì mình được là ln của 9x cộng 1. Chia cho x. Bấm bấm lại bấm, bấm lại phát bấm lại phát xem có chính xác không. Đây, ln của 9 cộng 1 chia x này. Ờ, âm 1 phần 9 âm 1 phần 9. Đến 0. 1 phần 9 chia cho 29. Mình lấy bé hơn min đúng không? Bé hơn với mọi là bé hơn min. Thì đây. Bé hơn với mọi là bé hơn min. Đúng rồi. Ok. Ý, thằng này mình nhầm à? Thằng này mình nhầm ở chỗ nào à các bạn Thầy bấm lại nhá Thầy bấm bấm lại em à Đây thầy bấm bấm lại này ờ, Cho máy chạy từ 0 này Đến 10 này 10 chia 29 này Lớn hơn À <laughs> Nhầm 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 Lớn hơn là phải lớn hơn mắc ạ Thầy thầy quên thầy quên Lớn hơn là phải lớn hơn mắc Thì mình sẽ cứ đi tìm min Nhầm 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 Lớn hơn là phải lớn hơn mắc chứ lớn hơn mắc tức là phải lớn hơn cái thằng này 4,09 gì đấy 4,09 lớn là phải lớn hơn mắc đúng không lớn mắc lớn mắc mắc của nó à chúng ta tìm sát hơn đi chúng ta cho chạy từ 0 đến 1 thôi 1 chia 29 đi để xem cái mắc nó bằng nó bằng bằng mấy đây cái mắc nó là nó là 7,8 à. 7,8 nữa đi xem nào. 7,8 á. Cho từ 0 đến 0,5 thôi. Chia càng nhỏ nó càng chính xác ạ. 8,36 chia nhỏ nữa đi. Chừ không ai để ý luôn. Chia nhỏ nhỏ nữa đi ạ. Ờ uh, 0,1 đi. 0,1 chia cho 29 đi. Đây, mắc nó bằng 8,86 gì đấy à? Hay là mình tính lim đi. Đúng không ạ? Mình tính lim khi mà nó tiến đến 0 luôn là ra maximum luôn cho nhanh. Đây nhá. 9 đấy, nó là 9 đấy em ạ. Nó là nó là 9, đúng không? Nó là 9 luôn. Mắc thằng này bằng 9 nhá các em nhá. Mắc thằng này bằng 9. A lớn bằng E mũ 9. Đó. Thế còn ông này, ông này chúng ta bấm chính xác lại xem là min nó bằng mấy. Đây. Cái phần này là cái phần mà bé hơn không đúng không các em? Bé hơn không thì phải là không trừ. Bé hơn không thì phải là không trừ. Nó cũng là 9 luôn. Nó cũng là 9 luôn, vậy thì đây là 9 này. Nên là mình bấm máy table Nên là nó sẽ không được chính xác 100% Chúng ta phải phán đoán nữa Đó Thế từ điều này Và từ điều này Thì các bạn sẽ rút ra là gì Suy ra nhá A bằng E mũ 9 luôn A bằng E mũ 9 luôn ạ E mũ 9 là bao nhiêu nhỉ E mũ 9 là bao nhiêu 8103 8103 là đáp án D 8000 là chạy từ 1000 đến 10000 Phải là D Ờ chào Nguyễn Ema Chào em Đáp án D nha các em nhá 12 là D nhá A chạy từ uh, A bằng E mũ 9 em mũ 9 Vừa bé hơn hoặc bằng em mũ 9 Vừa lớn bằng em mũ 9 thì là bằng em mũ 9 luôn Đúng không? Bằng em mũ 9 luôn Thì các bạn đúng của mình phải là 8.100 bao nhiêu đấy Thì nó phải là gì? Nó phải là D A là sai nhá Các bạn ra à? Đó Ở đây có một cái kỹ thuật để cô lập A Đấy là Loga hai vế này Các em lưu ý này Cái kỹ thuật này rất là hay Giúp chúng ta vứt X và A Nó không liên quan đến nhau sai cũng sai tập thể à tại đoàn kết à <laughs> rồi tiếp nhá câu 13 này câu 13 đây câu 13 là bắt đầu cái kiểu hỏi khác rồi các em tập trung giúp thầy nào tập trung các em ơi tập trung chúng ta xử lý nốt những câu này đây cũng là những câu có tham số nhưng mà nó là cái cách hỏi khác thôi Người ta hỏi em là có bao nhiêu số nguyên y sao cho là có không quá 10 số nguyên x thì nếu như mà thằng y nó là mình ngừa mắt quá thì mình có thể sửa thành thằng thằng m. Đấy cho đỡ ngừa mắt, được chưa ạ? Đó. Nó là tham số mà. M của mình là nguyên dương nhá. M của mình nguyên dương từ 1 trở đi, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 rồi. Thế bây giờ ông này mình giải như thế nào? Thằng này mình giải như sau. chắc tầm 5 phút em. Ờ các bạn tập trung câu 13 này. Tập trung câu 13 này. Để giải cái bất phương trình này nhá. Để giải bất phương trình này thì chúng ta sẽ đi giải phương trình trước. Sau đó kẻ trục xét dấu. Đây. Giải phương trình. loga cơ số 2 của căn 2 thì bằng mấy? loga cơ số 2 của căn 2 thì bằng 1 phần 2. Rồi, như vậy x bằng âm 1 phần 2. Đó. 2 mũ x xì bằng m, à trừ m bằng 0. 2 mũ x bằng m. Nhớ là cùng m của mình lớn bằng 1. Như vậy là x bằng loga cơ số 2 của m. Rồi, thế để tiếp tục chúng ta có thể làm tiếp nhé thì các em phải kể cho thầy cái gì ạ? Cái trục số ra để mình có thể xét dấu. Đúng không? Xét dấu xem nó như thế nào nhá. Xét dấu. Thì bây giờ thầy xét dấu này. Thầy có hai nghiệm. Một nghiệm là trừ 1 phần 2. Một nghiệm là log 2 của m. Thì làm sao biết được thằng nào đằng trước thằng nào đằng sau. Thế thì các em nhớ là với m lớn hơn 1. M lớn bằng 1 ý. Thì log 2 của m sẽ lớn bằng 0 m lớn bằng 1 mà. Đúng không? Các em nhớ nhá. m lớn bằng 1. Thế thì log 2 của m lớn bằng log 2 của 1. Log 2 của 1 thì bằng bằng 0. Như vậy là gì? Log 2 của m lớn bằng 0. Đấy. Vậy thì log 2 của m phải nằm ở đây. Thế còn về dấu. Về dấu thì chắc rất là đơn giản, nó giống như kiểu phương trình bậc 2 ấy, bất phương trình bậc 2 ấy. Dấu là như này này. Ok chưa? Dấu như này đúng không? Bất phương trình của mình đang giải là lấy phần âm. Lấy phần âm tức là trừ 1 phần 2 bé hơn m cho các bạn bé hơn x bé hơn log 2 của m. Rồi. Bây giờ các em nghe kỹ câu hỏi này. Các em ơi, các em ơi, các em ơi. Nghe kỹ câu hỏi này. Wow 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 well. Nghe kỹ này, nghe kỹ này. Các em nghe nghe kỹ nhá, nghe kỹ nhá. Bây giờ người ta bảo là nghe kỹ này, có không quá 10 số nguyên x. Có không quá 10 số nguyên x. Đúng không ạ? Tức là cái tập nghiệm của mình ý Cái tập nghiệm của mình nó có không quá 10 số nguyên. Đúng chưa? Có không quá 10 số nguyên tức là nó phải bé hơn hoặc bằng 10. Đúng không? Cái số lượng ấy Cái số lượng ấy nó phải bé hơn hoặc bằng 10. Tức là ví dụ nhá, nếu mà bắt đầu là từ 7 chẳng hạn Thì nó sẽ là 8, 9, 10, 11 vân vân Và tối đa là bao nhiêu nhỉ? Tối đa là 16 thôi Đấy, tối đa là 16 Tức là cái số nghiệm nhá số nghiệm nguyên nhá Tối đa là gì? Là 10 thằng Nếu bắt đầu từ 7 Thì tối đa đến đây là bằng là 16 thôi Không thể là 17 được 17 là có 11 thằng rồi Được chưa? 17 là có 11 thằng rồi, đúng không? Đó, Ok nhá Tiếp theo này Thế thì bây giờ ấy Các em cần nhìn giúp thầy X lớn hơn trừ 1 phần 2 Thì bắt đầu Bắt đầu Là x nó có thể bằng mấy Số nguyên ạ Lớn hơn trừ 1 phần 2 Thì bắt đầu là có thể bằng mấy nào Có thể bằng Bằng mấy ạ Bằng 0 đúng rồi Bằng 0 chính xác Bắt đầu là có thể bằng 0 nhá. Không này. Đó. OK chưa? Rồi nhá. Thế bây giờ này, từ 0 mà có không quá 10 số nguyên thì tối đa trong cái tập X là số nguyên này nó phải là đến mấy là rừng Nó sẽ là 0 1 2 3 4 đúng không? 0 1 2 3 vân vân. Thì tối đa cái tập này đến mấy là rừng để có không quá 10 số nguyên. Các bạn đếm bằng tay mà xem. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Đấy, đến mấy là dừng ạ? Đúng rồi, đến 9 là dừng. Nhá, đến 9 là dừng, các em lưu ý cho thầy. Đó. Đến 9 là phải dừng. Đúng không nhỉ? Thế thì tiếp tục này. Chuẩn luôn, đến 9 là dừng nhá. Tiếp tục, tiếp tục. Thế để chuyện này nó có thể xảy ra ấy để chuyện này nó có thể xảy ra thì thì cái log 2 của m nó phải thỏa mãn cái điều kiện gì? Đấy, được chưa? Log 2 của m phải thỏa mãn điều kiện gì? Thì mới được. Thì các em nhìn nhá, các em nhìn này. Cái log 2 của m của thầy mà bằng mà bằng 8 ấy, 8,9 ấy thì không được. Cái log 2 của m của thầy ấy mà là 8,9 ấy thì không được. Bởi vì Anh à, nhầm thì được chứ, quên mắt cho các bạn. Cái log2 của m mà nó bằng 8,9 thì được. Bởi vì khi đó ấy Từ từ các bạn ơi, nghe tư duy nào. Log2 của m bằng 8,9 có được không? Có được. Có được nhá. Bởi vì khi đó mình lấy từ 0 đến 8. Đúng không? Các bạn ơi, nghe cho thầy tư duy nào. Tập trung nào, tập trung nào. Cái log 2 của M của thầy bằng 8,9 có được không? Thì câu trả lời là có được Vì sao có được? Bởi vì khi đó X của thầy là từ 0 đến 8 Đúng không? 0 đến 8 là có 9 cái Có 9 cái Nghe các em ơi 0 đến 8 Là có 9 cái Đúng không? Có 9 cái thì sao? Người ta yêu cầu là có không quá 10 số Có không quá 10 số Thì 9 cái có được không? chín cái có được không chín cái câu trả lời là gì nhỉ câu trả lời là được đúng không ạ lấy chín là được đúng không cái này thỏa mãn này đấy tức là m bằng tám phẩy chín nhá là không có vấn đề gì đó rồi thế khi nào nó có vấn đề khi mà cái tập này của mình này nó bị phình to ra nó bị phình to cho tới mấy nó bị phình cho đến 10 thì nó bị bị quá rồi tức là nó thêm một số nữa là quá luôn nó thêm 10 là quá Thêm 10 tức là gì? Thêm 10 có nghĩa là Nó có 11 phần tử 11 phần tử thì sai Tức là cái tập nghiệm nguyên của x xì Nó không được có số 10 Đúng chưa? Tập nghiệm nguyên của x xì Nó không được có số 10 Đấy Thế thì muốn nó không có số 10 ấy, Thì cái log 2 của m Cái chặn trên nào Nó phải bằng mấy nha em nhỉ cái này tối đa là bằng mấy ạ? Cái thằng xanh là cây này này. Tối đa là bằng bao nhiêu? Tối đa là bao nhiêu? Tối đa bằng mấy để tập nghiệm nguyên của mình không có số 10? Các em ơi. Tối đa cái số này của mình cái số xanh là cây ấy phải bằng bao nhiêu để cái tập nghiệm nguyên của mình nó nó không có số 10? Đúng rồi, tối đa là phải bằng 10 thôi. Chính xác ạ. Tối đa là bằng 10. Thì nó sẽ không có số 10. Tối đa là bằng 10 thôi ạ. Các bạn nhìn nhá. Không, các tường sai rồi. Tối đa chỗ này chỉ là 10 thôi. Chỗ này chỉ là 10 thôi. Tối đa là bằng 10. Thì nó sẽ không có 10. Bởi vì trừ 1 phần 2 bé hơn x bé hơn 10. Thì x sẽ lấy từ 0 đến 9. Đúng chưa? 0 đến 9, đúng chưa? Rồi đó. Nếu mà chỗ này là 11 ấy, các bạn nhìn này. Nếu mà chỗ này là 11 ấy thì chết ngay. <laughs> mà chả cần là 11 đâu. 10,1 thôi là đủ sai rồi. 10,1 là dạ là sẽ lấy từ 0 đến 10. 0 đến 10 sẽ có 11 cái, sai luôn. <laughs> Như vậy chỗ này tối đa bằng 10. Tức là gì? Tức là log 2 của m tối đa bằng 10. tối đa bằng 10 tức là sao? Tức là phải bé hơn hoặc bằng 10. Bằng 10 cũng được. Bằng 10 cũng được. Đó, thì các bạn sẽ có là m bé hơn hoặc bằng 2 mũ 10 là bao nhiêu? 1024. Đó, tức là mình lấy từ 1 đến 1024. Bởi vì m của mình nguyên dương. Tức là 1024 số, 13a là chính xác ạ. À nhá.